từ lúc mà Trùng lấy cái chìa khóa ra khỏi cái túi hay là cái gì đó là nó đã biết rồi. Mừng lắm, đang chơi mà bỏ chạy ra liền. Đang chơi thú bông mà nghe tiếng chìa khóa rung một cái là chạy ra liền. Thông báo cho Trùng một tin rất vui, đó là nguyên ngày hôm nay Cookie không đái ở ngoài một lần nào luôn. Ghê không? Chỉ đái trong chuồng thôi. Cookie vẫn đang ngoan lắm. Trời ơi, chị ngoan dữ.